Với thời đại công nghệ phát triển, việc nắm bắt và cập nhật xu hướng phát triển là một điều cần thiết. Nhiều nền tảng ồ ạt ra đời, một trong số ứng dụng được nhiều người sử dụng có tính kết nối và dễ nổi tiếng nhất hiện nay chính là TikTok. Cứ vô tình lọt vào xu hướng của nền tảng, đảm bảo kiểu gì người dùng cũng sẽ tăng vọt lượng tương tác, thuận tiện hơn trong việc kinh doanh, bán hàng hay các hỗ trợ làm sao KOL hơn hẳn. Cũng chính vì lẽ đó không ít người cho ra đời những content bẩn bị ném đá tả tơi để bắt chấp cầu view, câu tương tác cho bằng được mới đây nhất lại thêm một trường hợp cần tên bẩn của nam thanh niên tự nhận là sao bảo hiểm trên tiktok khiến nhiều người ngó lơ cũng không xong thậm chí nội dung của anh còn gây phẫn nộ đến mức dân tình phải hò nhau cùng đi xả giận cho bằng được Số là trong video của mình, thanh niên kể lại chuyện tư vấn mời mọc khách hàng mua bảo hiểm cả năm rồi nhưng không được. Twist của video này là sau đó khách hàng báo lại bị ung thư giai đoạn cuối và muốn tham gia nhưng không còn được nữa vì bệnh nặng sẽ không được mua bảo hiểm. Suốt video, thái độ của thanh niên vô cùng cực nhã khi nói về bệnh tình khách hàng, anh chàng bụng miệng cười ra chiều đắc ý. Trước nội dung rác và bất chấp như thế này, hàng loạt netizen đã phẫn nộ và hò nhau ném đá trong video bằng từ ngữ nặng nề chưa hết thông qua chiếc dây đeo thẻ có tên công ty bảo hiểm D của anh, một số netizen còn tìm vào tận page của công ty D và đòi gửi mail mách lại sự việc và yêu cầu công ty giải thích rõ ràng mọi việc. Nhiều netizen bình luận như sau: Mình tưởng làm sao phải khéo ăn khéo nói lắm chứ, biết là không công ty nào đồng ý tham gia bảo hiểm khi bệnh đã nặng, nhưng có cần cười cợt như thế không? Mình biết sao bạn tư vấn cả năm không ai mua rồi, thái độ như thế cơ mà. Thậm chí có người còn comment Tôi muốn biết bạn làm công ty nào để kiện bạn, yêu cầu công ty D xem lại nhân viên của mình nhé. Đã có thông tin của bạn này và mail báo lên công ty D rồi nha. Hiện tại, năm thanh niên đã xóa video trên, song dân tình vẫn chưa hết phẫn nộ và đang tiếp tục spam bình luận ở page công ty bảo hiểm D. Trước đó, dân mạng cũng vô cùng bức xúc khi nhiều người mạo danh y tá đi chống dịch bị trồng bỏ để lên mạng gạ tình, thu về gần trăm nghìn lượt theo dõi từ những tấm chứa mới. Cụ thể, một tài khoản mạo nhận mình là nữ y tá và gây caption gạ tình trên TikTok Thời đó tài khoản này có nhân vật chính là một cô gái khá ưa nhìn, dùng tên NT và tự nhận mình là y tá tuyến đầu chống dịch. Điều đáng lên án là hàng chục clip của tài khoản này được đăng gần như cùng lúc và dùng chính một caption duy nhất. Em là y tá tuyến đầu chống dịch, vì bận rộn bỏ bê chồng con nên bị chồng ly dị. Giờ em buồn quá, em cần một bờ vai để dựa hưu hu. vào nick em sẽ có zalo mới bắt đầu hoạt động nhưng tài khoản này đã thu hút một lượng tương tác đáng kể. Sau 18 tiếng kể từ clip đầu tiên, tài khoản này đã thu về hơn 68.000 lượt theo dõi và 3636 ngàn lượt thả tim, trong đó có cả những clip triệu view. Tuy nhiên, các thám tử mạng đã nhanh chóng phát hiện ra điểm đáng nghi khi soi bản tên trên đồng phục của cô gái, đó là những dòng chữ Trung Quốc. Bên cạnh đó, những chi tiết như không có bất cứ clip nào về giọng thật mà toàn dùng âm thanh ghép. Hàng chục clip dùng một caption đều củng cố thông tin này. Phía dưới những clip của tài khoản này, Dita Jan chia thành hai phe trái ngược nhau. Một nửa tiên sái cổ vào những chia sẻ này, có anh còn hăng hái ứng tuyển. Đó chỉ là lý do để anh chồng bỏ bạn thôi. Còn theo tôi thì anh ta đã muốn bỏ từ lâu rồi. Chia buồn, đó là công việc phải chấp nhận chứ mình đâu được chọn. Kệ đi, coi như cơn ác mộng. Sau này tìm hiểu kỹ người chồng thật sự tử tế cháu ơi. Ngược lại, nửa còn lại nhanh tay vạch trần cả giả mạo và cho một vé report nhiều người còn tỏ ra phẫn nộ vì tài khoản này đang làm xấu hình ảnh của các y bác sĩ đừng lợi dụng dịch bệnh để câu like và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của y bác sĩ tôi không nói đây là video trung quốc đâu nhiều người bị lừa thế nhỉ y tá bên trung quốc mà nhìn biển tên đi nào anh chị em mình ơi câu like câu view cả đấy ngành y tế việt nam không có đồng phục này nhé Trước phản ứng dữ dội của dân mạng tài khoản này đã khóa, chưa rõ mục đích cuối cùng của hành động này là gì, nhưng chắc chắn khi đã giả mạo người khác lại còn để caption gạ gẫm như vậy thì không tốt đẹp. Vì vậy, hãy là một người dùng mạng xã hội bình tĩnh, tỉnh táo, đừng để fake news hay những việc làm xấu xí đánh lừa.